Thưa mọi người, thì hôm nay á là mấy chị em có đi thăm hai hoàn cảnh. Đây là hoàn cảnh thứ hai nha mọi người. Chị mời chị vô phía bên trong. Bà ơi, Y Thuật ngủ dậy chưa? Trời đất, 9:30 rồi, chắc ngủ lần hai quá. Ồ, bé Y Thuật tối nằm ngủ dậy hết chưa hả ba? À dạ. Ồ, bà dọn dẹp nhà chứ bà ơi. Hôm bữa trước hình như con nhớ con có mua cái bọc nệm mà đúng không? Dạ có. À, mà sao mình không bọc rồi mình giặt cho nó sạch mà. Thấy cái nệm nó dơ dữ dài. Chị Nu ơi, lấy cái gì lót cho bé với. Chị đây là con gái của bà. À, xuống đây, chị mang dép vô cũng được chị. Đó. Cái bọc nệm thì mới toàn mà rách luôn rồi hả? Con chuột cắn mọi người. À con chuột cắn hả? Ủa trời ơi. Vậy hả? Y Thuật còn đang buồn ngủ mà. À mới ngủ đợt 2 hả? À hồi đêm mà không ngủ được, thức dậy nhiều. Nên là giờ buồn ngủ. Ôi trời đất. Chị Hô, chị Nu hôm nay có việc gì mà xuống nhà mẹ thăm đó, chơi đó. Thì ông ngoại kéo đầu là đi mua thuốc, lên mua thuốc cho ông ngoại. À, ông ngoại đâu hả? Dạ. Dạ. Cái này đau 3 ngày rồi đó. Đi. Đau 3 ngày rồi. Bà ơi, bà ơi, hôm nay có chị Mai anh Luận với lại em Tấn ở Bình Dương á, lên đây có công việc xong rồi tới thăm thăm bé Y Thuật luôn nha. Dạ. Thì chị với anh nói là có ít quà gửi tặng bé nha. Em có nghe tin của bé, tại vì hôm rồi tự do biết trễ quá nên là em có kêu gọi thì Mạnh Thường Quân có gửi cho bé được 1.600.000. Em có mua hai hộp sữa để cho bé, còn cái này là 1.300.000. Em gửi để mua sữa mình bị như cháu nha. Dạ. Đặt mà ha, mà này cái để mà có sạch không chưa? Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Thế đây là bị não uống thủy á, là bé bị từ nhỏ luôn á, nhưng mà bé khi mà còn ở trong bụng mẹ á thì ba đã bỏ đi mất rồi. Thì khi mà sinh bé ra cũng được 1-2 năm gì đó là mẹ cũng đi vô Sài Gòn cũng đi làm luôn, là tại vì cuộc sống ở nhà nên khó khăn quá nên phải là đi vô trong đó để làm, xong rồi gửi tiền ít nhiều gì đó về cho bà lo cho bé. Nó mới vô làm mới 2 tháng thôi mà chưa gửi mà tiền nhà trọ của nó. Ấy là hồi trước kia thì cứ 2-3 tháng gửi về một lần, cũng làm không có ra tiền bao nhiêu hết chị. Sau đó thì cách đây 3 năm thì có về lại ở đây đi làm mướn cho người ta, nhưng mà cái mùa này nó cũng không có việc nên thành ra cùng với lại 8 người ở trong làng á là đi vô ở Sài Gòn quận 12 á là đi may cho người ta. Đi làm công ty may mà không biết là mình làm bộ phận nào. Dạ. Bé thì bị cái này á, là cũng có người hỗ trợ cho là đi vô ở trong Sài Gòn á, là đi khám cho bé rồi. Nhưng mà
Hồi đó bác sĩ nói là không mổ được, bé này không mổ được. Thì họ đã khám lâm sàng thì họ nói là bé này 8-9 tháng là đi thôi. Ừ. Nhưng mà bé này bây giờ tới 9 tuổi rồi. Dạ. Thì đó cũng là một cái kỳ tích đó. Hiện tại thì có một người mạnh thường quân, một chị mạnh thường quân có liên hệ với em và nói là bây giờ làm sao sắp xếp cho bé đi vô trong đó khám lại thử đi, xem thử là có làm được gì hay không, có mổ cho bé được hay là như thế nào á. Thì dạ. Người ta làm từ lúc đó người ta theo dõi đến cái thời điểm nào nó thích hợp là bác sĩ người ta can thiệp ngay. Dạ. Chứ còn mình đã cái thời gian nó đã quá dài rồi. Ừ. Cũng tại gia đình không có điều kiện á. Tại gia đình cũng không có điều kiện á. Bác sĩ cũng có nói nhưng mà không có điều kiện để đi vô khám nữa nên thôi. Thì bây giờ thôi kệ, cứ bây giờ cũng mong có một ít kinh phí để có thể đi vô đấy khám lại xem thử như thế nào. Mình biết chắc chắn thì mình đỡ ấy hơn. Bên chính quyền bảo trợ thì không bạc. Hàng tháng có rất là bảo trợ. Dạ, cũng có thêm một thang thì một thang. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Là hỗ trợ ở một tháng. Ngàn bạc kiếm 20. À. Một tháng. Một tháng, dạ. Thì bé có tiền của trợ cấp của nhà nước. Là bé có 2 năm rồi đúng không chị? Dạ. Thì cũng đang có bảo hiểm. Em đang ngủ á. Không, không. Bé này cũng 9 tuổi rồi nhưng mà người nó không có dài ra á chị. Người nó cũng nhỏ. Dạ. Còn cái bé hơn bé y liễu á thì người nó dài ra. Xong rồi cái là xương đồ nó lộ ra thì nó ấy hơn. Còn bé đây mình nhìn mình có cảm giác cũng có chút da chút thịt ha. Dạ. Nhưng mà tay chân cũng nhỏ chút xíu. Chắc bằng nửa cầm tay em quá. Cười à. Nghe nói chuyện cười á. Bé này thì bố bo, bé kia thì mẹ bo. Dạ. Đi có lẽ chị em con xin phép con đi vậy. Dạ. Con ghé thăm cháu xíu rồi có quà gửi cho cháu nha. Dạ. Dạ. Chị Mai Anh, em thay mặt cho gia đình của hai bé cảm ơn anh chị đã tới ở đây thăm bé và có chút quà gửi tặng bé. Dạ. Thì, nó thể hiện được cái tình cảm của cá nhân chị cùng với các mạnh thường quân cũng như là xã hội quan tâm tới bé. Cái điều đó là cái tình cảm nó rất là trân quý. Dạ. Em cũng thay mặt gia đình bé xin cảm ơn chị và quý mạnh thường quân rất là nhiều nha chị. Dạ. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ chị em con xin phép ra về nha chị nha bà. Dạ. Bà cũng cảm ơn con nhiều lắm. Dạ bà. Con đã đi nói rồi mới cũng rất nhiều, cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ. Bây giờ thì em cũng đang tìm cách để kêu gọi một ít kinh phí để cho bé có thể đi vô đấy để tái khám lại. Kệ nó, cứ tái khám lại xem thử như thế nào. Còn nước còn tát mà. Mình tái khám lại xem thử như thế nào. Mình biết kết quả rồi mình sẽ ái hơn. Chứ còn bây giờ mình không có tiền mình đi khám thì mình cũng có một chút gì đó rây rứt. Bé hiện tại thì người rất là nhỏ luôn mọi người, mà hiện tại bây giờ thì muốn cảm thấy là sức khỏe của bé nó cũng hơi yếu dần rồi. Tay chút xíu mà nó quẹo quẹo này mọi người cả nha.
đầu hiện tại rất to, nhưng mà thời điểm này thì bắt đầu nó bị chảy nước. Thì bà có lấy một cái loại thuốc gì đó bôi lên ở trên đó cho nó đỡ, nó đỡ chảy nước này. Nhưng mà bây giờ thì bà ơi, cái thuốc này là tên là gì hả bà? Ý là thuốc tây hay là bà lấy paracetamol? Chị lấy paracetamol đó. Ủa như thuốc đấy thuốc đau đầu đúng không? Paracetamol là thuốc đau đầu mà. Thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau. Ừ. Ừ. Thì là gì mà mẹ già ấy lên đây hả? Để cho nó khô lại. Để không bữa ra nước. Bữa ra nước nhiều lắm hả bà? Đó. Hiện tại thì đầu của bé ra nước nhiều. Mà tới thăm thì thấy có vẻ bé buồn hơn á. Ý là sức khỏe nó nhợt nhạt, nó yếu hơn, buồn hơn hồi trước. Hồi trước tới thăm là cứ vỗ vô chân ấy là anh cười, cười rạc rạc á. Còn nay thì nên ông đào mình lên nên nó cười do nó đào này. Dạ. Cái này để nó không chịu cười. Cái này nè. Hay là do đang buồn ngủ đó. Cái này nè. Này nè. À. Dạ. Bữa giờ cũng đau ha. Đây. Bà ơi, cái đèn mà bữa giờ anh em con rác cho gia đình nó sử dụng tốt không bà? Cái đèn đây là cũng của nhóm của em Tấn hồi nãy vô á. Em hồi nãy vô đó. Ờ, cái em mà bưng sữa hồi nãy vô đó cũng của nhóm em đó. Gửi tặng đó. Hồi nãy con quên nói với bà nhóm của em đó là gửi năm. Dạ đúng rồi. Gửi năm hoàn cảnh ở đây. Anh em con đi rác thì có năm hoàn cảnh như vậy, thì trong đó có gia đình mình. Thì hiện tại là vẫn dùng ok phải không bà? Dùng tốt ha. À dạ, ở trong kia tối quá. À dạ dạ. Thôi được rồi, con đi về luôn bà, con xin phép. Con chào ông, con về nha. Dạ. Con đang kêu gọi để cho bé có thể đi vô trong đó khám được. Thì cũng chưa cũng chưa có đủ kinh phí để đi á bà. Thì cái tiền đi á thì chị Trang chị sẽ hỗ trợ rồi. Chị đã hứa cái đó rồi. Còn cái tiền khám thì cũng chưa có. Nên là con đang kêu gọi để cho nó có một ít tiền để đủ cái tiền khám đã. Rồi mình mới đi, chứ nếu vô đấy thì cũng không biết sao, không biết chi phí như thế nào. Số tiền này là thế nào thì cái tiền này á là bà cứ thiếu cái gì ở trong nhà, sữa hay là bỉm gì đó thì bà cứ mua cho bé nha. Chứ không phải là mình cắt để làm cái gì hết nha. Còn cái tiền mà đi khám kia là con sẽ kêu gọi. Con sẽ xin cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đó, qua đây bố cũng mong là có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nào mà thương bé, cảm thấy hữu duyên với bé y thuật thì có thể hỗ trợ cho bé một ít kinh phí và bé có thể là đi tái khám cả nha. Còn cái tiền xe đồ là tiền trọ đồ ăn uống đồ thì chị Trang chị sẽ hỗ trợ. Hôm bữa bố có nói nhưng mà bố nói nhầm là cái toàn bộ cái hôm bữa con nói là toàn bộ kinh phí chị Trang sẽ hỗ trợ, nhưng mà không phải, chỉ hỗ trợ cái tiền xe rồi thôi. Là do hôm bữa con nói nhầm á. Dạ. Dạ, cái nói chung là để con kêu gọi, nếu mà được con sẽ thông báo gia đình rồi. Mọi chi phí là con sẽ lo hết, con bữa đó con sẽ đi với gia đình. Nhưng mà cái này là con chỉ nói là con cố gắng thôi nha, con không hứa nha. Dạ. Con chào ông nha. Dạ. Ông mình chào ông là mình phải nhìn ông là ông mới biết. Ông vậy mà biết, nó không biết ông biết. Ông nhìn lại thì ông mới biết chứ, tại vì ông cũng hơi lặng tai. Dạ, cũng mơ mắt luôn hả bà? Bà kêu con gái đi lên coi lên thăm ông nằm hôm qua nha. Thôi được rồi, bây giờ bố cũng xin kết thúc video tại đây nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video của bố. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.